Trang Quýnh, Bản màu giới hạn, tập 233, Hoàng Thái Y tuyển học trò. Chuyện gì vậy? Cho tao mượn bức tường nhà mày để chữa cho thằng bé này, nó bị chảy máu mũi. Soạt. Hít đi. Khịt khịt. Hết chảy máu rồi, anh hay thiệt. Tạt nước vào tường thì sinh ra thuốc à? Có thuốc gì đâu, người ta chữa mẹo đấy. Khi bị chảy máu mũi thì phải ngửa mặt lên trời để máu ngừng chảy. Tạt nước vào tường rồi hít là cách để dụ thằng bé ngửa mặt lên trời chứ có gì đâu. Loa loa, Hoàng Thái Y mở cuộc thi tuyển học trò. Ai muốn theo Hoàng Thái Y học nghề thuốc thì tới dự. Loa loa. Có phải Hoàng Thái Y là thầy Luyến không? Không phải đâu, nếu là thầy Luyến thì thầy đã ghé vào đây rồi. Anh có cái tâm của thầy thuốc, anh đến dự thi đi. Tao làm gì có cái tâm của thầy thuốc? Anh thấy người bệnh thì chữa ngay, không đòi hỏi gì cả, đó là y đức. Thôi tao sợ rớt, quê một cục. Cái chính của thầy thuốc là cái tâm, anh có rồi, sợ gì mà không thi. Đi thi đi, em hỗ trợ cho. Ta sẽ hỏi mỗi người một vài câu để xem có biết cách chữa một bệnh nào đó không. Ai biết nhiều sẽ được vào vòng 2. Nếu bị rắn cắn vào chân, người sẽ làm gì? Dạ, lấy dây cột thật chặt ở phía trên vết cắn để ngăn không cho máu đưa nọc độc về tim. Giỏi, đứng sang một bên. Nếu bị rắn cắn vào đầu thì làm sao? Dạ, lấy dây cột thật chặt vào cổ để không cho máu đưa nọc độc về tim ạ. Cốt. Dốt thế mà đòi làm thầy thuốc, về nhà cày ruộng tiếp đi. Tôi trả lời thế mà sai à? Cha nội còn hỏi ngớ ngẩn. Cột dây thật chặt vào cổ là giống bị xiết cổ, sống sao nổi. Ờ ha. Một bệnh nhân được khiêng tới cho người, điều trước tiên người sẽ hỏi là gì? Dạ con sẽ hỏi, mày có tiền không? Cốt. Y đức không có mà đòi làm thầy thuốc. Một người bị trúng thực mà không có sẵn thuốc thì người xử trí thế nào? Dạ con sẽ cạo muộn thớt cho uống, sẽ ói ra hết ạ. Giỏi, đứng sang một bên. Sau vòng sơ khảo ta chọn được 2 người, xưng danh tánh đi. Dạ con tên Sanh ạ. Tên của người hợp với nghệ thuốc, tốt. Dạ con thứ 6 tên Tấm, người ta gọi là Sáu Tấm ạ. Chà, tên của người chẳng hợp với thầy thuốc chút nào. Sao vậy ạ? Sáu Tấm có nghĩa là cái hồn, bốn mặt bốn tấm, hai đầu hai tấm là sáu tấm, nghe ớn quá. Người bệnh tới gặp ông Sáu Tấm là cầm chắc cái chết, ai dám để cho người chữa. Nhưng thôi, đó chỉ là cái tên, cái tâm mới quan trọng, chuẩn bị vào vòng 2. Trên đỉnh núi kia có một loại thuốc quý có lá màu đỏ. Ai lấy được lá thuốc ấy về trước là thắng cuộc, ta sẽ chọn làm học trò. Vì đường xá hiểm trở, ta cho phép mỗi người được dẫn theo một người giúp sức. Em sẽ đi với anh. Hình như ông Sanh đang âm mưu chuyện gì, là định chơi xấu hay sao vậy? Tụi nó đi nhanh quá. Tại cái bụng của cậu hai hơi quá khổ. Nhưng không sao, tao đã tính rồi, tụi nó không về trước tao được đâu. Cậu hai chơi ăn gian. Làm ơn cứu tôi với. Tôi bị té cái chân đau quá đi không được. Chà chà, chắc là bị gãy xương. Ê nhốt. Để em đi tìm lá thuốc về bó chân cho anh. Hê, ráng làm phúc đi. Đi trước nha. Cọp cọp, có con cọp to lắm kìa. Á, cọp. Ha ha, quẹ chân mà nghe có cọp thì phóng cái vèo. Không có quẹ chân mà cũng không có cọp bèo gì cả. Em rợ chân thấy không có gì nên em biết ổng giả vờ, chứ cần hù một cái là chạy ngay. Đây là mưu kế của ông Sanh để làm mình đi chậm. Đi nhanh lên anh. Quỳnh, có người xỉu kìa. Tội nghiệp ghê, chắc là bị trúng gió. Đặt ông ta dựa vào gốc cây kia để em cạo gió. Ái da, rột. Mày cạo gió bằng cục đá hả? Ở đây không có gì để cạo, dùng tạm vậy, nằm xuống cho con cạo. Rột, á. Không cần mày cạo gió nữa. Ha ha, biết ngay là âm mưu của ông Sanh.
Sao mày biết hắn giả vờ trúng gió? Em xem mạch thấy bình thường, không có bị gì cả. Mày có học thuốc à? Nghề thuốc rất giỏi nhưng y đức rất kém, nên không làm thầy thuốc được. Làm ơn dẫn đường dùm tôi. Ông kia bị mù. Ô hô, tiền của ai rơi vùng vãi đại đất kia? Đâu, tiền đâu? Tiền nè, ói. Mưu kế dở ạt, có người mù nào lại đi lang thang trên núi? Sau này hễ gặp ai bị đau mắt, tao cứ lấy tiền để trước mặt thì mắt sáng ngay. Hi hi. Cây thuốc lá đỏ kia rồi, mình tới trước rồi. Khoan, cậu hai đọc tấm bản kia đi. Người hái thuốc không được chạm chân xuống đất, nếu không thì thuốc sẽ không linh nghiệm. Vậy là không được bước tới hái thuốc, thế thì làm sao? Bước tới hái đại đi, có ai biết đâu. Không, em nghĩ đây là cái bẫy của ông Thái Y, có người nấp quanh đây để quan sát, mình mà phạm luật thì ông biết ngay. Cho em tiền, em bày kế cho. Tiền nè. He he, hái thuốc mà chân không chạm đất. Ha ha, hái được thuốc rồi. Giờ mới tới hả? Sao chậm thế? Tôi hái được thuốc rồi, về trước nhé. Thua rồi, còn nước còn tát, chưa thua. Người hái thuốc không được chạm chân xuống đất, mà cũng không được dùng cà khêu. Tại ông Sanh dùng cà khêu rồi, nên mình không được dùng nữa. Không sao, vẫn còn cách. Anh lớn còn hơn em, anh cầu em vào hái thuốc. Ui da, sao mày nặng dữ rứa. Rắc. Bịch, cần câu không chịu nổi con cá quỉnh, tìm cần câu khác to hơn. Ui ui. Hái được thuốc rồi. Anh cầm thuốc về sau, em phải đi về trước để làm chậm chân ông Sanh lại. Vậy là chơi ăn gian. Ổng ăn gian mình trước, ăn miếng thì phải trả miếng, đời là thế. Mày làm gì vậy? Đi không nhanh bằng bay. Vù. Véo. Cột. Tai nạn giao thông. Vút. Vèo. Chúng mày ngừng chơi, theo tao. Chúng mày đợi ở đây, thấy ông Sanh xuống núi thì làm thế này, xong việc tao bao ăn chè chuối. Ui da, đau chân quá. Kệ nó, về nộp thuốc lẹ đi. Thầy thuốc thấy người bệnh mà không chữa, em sẽ mách với quan thái y. Chữa cho nó đi, nó mà mét quan thì cậu rớt ngay. Có thuốc đâu mà chữa. Cõng giùm em về nhà khỏi cần chữa. Mày cõng nó đi. Ui da, què cái chân đau quá, cõng giùm em về nhà đi. Cậu hai cõng đi, em hết chỗ rồi. Hừ hừ, tự dưng gặp cái của nợ. Ui da, đau chân quá. Tụi mày làm cái gì mà què chân tập thể vậy? Tinh thần đồng đội mà, một đứa què thì phải què hết cho vui. Cõng giùm đi, không cõng là không có y đức, sẽ mất quan thái y. Ôi trời đất ơi. Ông Sanh đang cõng đám nợ đời, đừng tới gần kẻ bị chia gia tài đó, chạy ngã khác đi. Bịch. Tao đi hết đổi rồi, tụi mày tự lo đi. Cảm ơn. Hả, tụi nó có què quặt gì đâu. Đi nhanh lên, gần tới đích rồi. Cõng tao, tao đi hết nổi. Hết cõng tụi nhỏ, giờ cõng cậu hai, chắc kiếp trước em ở ác lắm. Hả, thằng Sáu Tấm về trước tao à? Vậy là tao vỡ mộng làm học trò quan thái y rồi. Biết thế tao không cõng tụi nó. Không cõng tụi nó mách với quan thái y, cậu cũng không được chấm đậu vì thiếu y đức. Thấy người bệnh mà không chữa, số cậu không làm thầy thuốc được đâu. Tại cậu bày ra vụ người đau chân, trúng gió, người mù để làm họ chậm lại, nên họ cũng bày ra vụ đám nhỏ què cho mình cõng. Làm điều xấu thì gặp điều xấu thôi. Tao đi nhé, sau này làm thầy thuốc tao sẽ ưu tiên chữa bệnh cho mày, mày cứ thoải mái mà bệnh. Thôi chả dám gặp ông Sáu Tấm đâu, bệnh mà gặp ông Sáu Tấm là đem tròn chắc. Đi ăn chè với tụi nhé. Dạ, em bận đưa đò để kiếm tiền mua gạo cho cả nhà, không thể đi ăn chè với cậu được. Đi ăn chè với tôi sẽ mua chè để cô mang về cho cả nhà ăn, khỏi cần mua gạo. Dạ, ba mẹ em bị bệnh tiêu khát, tiểu đường, không ăn chè được, xin cậu trả tiền đò cho. Không đi ăn chè, không trả tiền đò.
ngày nào cũng gặp ông, cả nhà tôi đói. Chị đưa em qua sông, chị Huệ ơi, mắm nè. Đò đó tự chèo đi, tao đang chán đời đây. Chèo qua thì cũng được, nhưng ai đưa đò về lại đây cho chị? Thì chèo qua đây trả đò lại cho tao. Hớ, tự dưng mượn đò của chị chèo qua bên đó rồi lại chèo qua đây trả đò cho chị. Chừng nào em mới tới chợ, chị bị sao vậy? Ngày nào cậu ấm bà cũng rủ tao đi ăn chè, tao không đi, ổng không trả tiền đò, tức chết đi được. Chị ơi, có tiền chưa, đưa cho em đi chợ. Lát nữa đi, chưa có. Từ sáng tới giờ mà chưa có đồng nào à, ba mẹ đói lắm rồi kìa. Em có một đồng đây, cho chị vay không lấy lãi, hôm nào có thì trả cho em. Nè, đi chợ đi. Em của chị giống chị y như hai giọt nước. Chị em sinh đôi mà. Cậu ấm bà có biết chị có người em sinh đôi không? Không. Thế thì em có cách này để lấy tiền của ổng, bù lại chuyện ổng đi đò quyệt. Ờ, hay đó, có thể cũng chấm dứt luôn cái vụ ổng theo tán tỉnh tao, chán ổng lắm. Cô lái đò ơi. Ủa, sao lại là mày, cô Huệ đâu? Chị ấy gửi cho cậu bức thư này nè. Em với cậu chơi trò cút bắt, nếu cậu bắt được em thì ngày nào em cũng đi ăn chè với cậu. Xin báo trước là em trốn nhanh lắm đó. He he, cô ta trốn nhanh cỡ nào thì ta cũng bắt được thôi. Cậu ấm ba ơi, em nè. Chở tao qua sông. Cậu cho tiền đò trước đi. Mày sợ tao quyệt à, xem lại mặt tao đi. Mặt nào cũng như mặt nấy, mặt nào cũng có mắt, mũi, miệng, có gì lạ đâu. Tiền trao thì cháo mới múc, đó là quy luật an toàn trong kinh doanh. Xì, chèo đò mà làm thấy ghê, tiền nè. Cô Huệ ơi, tôi tới nè. Ủa, cô Huệ đâu rồi? Chị ấy ở bên kia sông kìa. Làm sao mà qua đó nhanh thế? Chở tao qua lại bên đó. Tiền trước chở sau. Tiền nè, con khỉ, chèo mau đi. Ủa, cô Huệ đâu? Cậu ấm ơi, em nè. Đúng là cô ta trốn nhanh thật, thoát một cái đã ở bên kia sông. Chở tàu qua bên đó. Kinh tế có biến động, tiền đò lên giá một đồng một chuyến. Mới đó mà giá đi đò đã leo lên tận mây xanh. Chè đắt thì bơi qua sông vậy. Tiền nè, con khỉ. Nãy giờ có tới hai con khỉ rồi đó. Cô Huệ ơi, em nè. Chở tao qua bên đó. Tiền ạ. Tiền nè con khỉ. Ba con khỉ rồi mà chưa bắt được chị Huệ. Tức ghê, mới thấy đó đã mất tiêu. Chị ấy kìa. Tao hết tiền rồi, cho tao đi chịu, mai tao trả. Quy luật an toàn không bán chịu. Không chở tao, làm sao tao về? Cậu đợi đến chiều nước rút, đi bộ qua sông được mà. Con khỉ, bốn con khỉ. Hừ, đương đương là một cậu ấm mà phải lội qua sông vì không có tiền đi đò. Chào cậu ấm. Ủa, sao lại có tới hai cô Huệ? Dạ, đây là nhỏ em sinh đôi của tôi. Nó đứng bên này, tôi đứng bên kia. Khi cậu sang bên kia thì tôi chạy trốn. Nó ở bên này gọi cậu. Cậu tưởng tôi đã sang bên này. Cậu sang bên này thì nó chạy trốn. Tôi ở bên kia gọi cậu. Cậu tưởng tôi lại chạy sang bên kia. Thế mà tôi tưởng cô có tài chạy trốn, thoát một cái đã qua xong. Em đâu có biết phi thân. Ừ, thì ra cô lập mưu để tôi tốn tiền đò, tốn công rượt bắt cô muốn hụt hơi. Chơi cút bắt thì phải rượt bắt thôi. He he, ai bảo làm nghề chèo đò không giàu, chỉ là một buổi mà tôi kiếm được 4 đồng. Còn khỉ, 5 con khỉ. Bà con ơi, tới coi cậu ấm bà bị con gái lừa tới hết tiền đi đò, phải lội qua sông mà về nhà nè. Con khỉ, 6 con khỉ. Cậu ấm bà có còn rủ chị đi ăn chè nữa không vậy? Giờ tới phiên ổng có tài chạy trốn, ổng trốn mất tiêu rồi. Mày là thằng Quỳnh phải không? Không phải. Tao nghe người ta nói biểu tượng của thằng Quỳnh là cái chổm tóc như đám cỏ trên đầu. Mày không phải là thằng Quỳnh, sao mày cũng có cái chổm tóc đó? Ừ à, tao có cái chổm tóc đám cỏ nhưng không phải là thằng Quỳnh. Thằng Quỳnh luôn tịt xáo trai hơn tao nhiều. Vậy mày có biết nhà nó không?
thằng Quỳnh danh tiếng như cồn, ai lại không biết nhà nó. Chỉ nhà thằng Quỳnh cho tao đi. Mày là ai, tìm nó làm gì? Tao ở xóm dưới, nghe danh thằng Quỳnh tài trí hơn người nên muốn gặp nó để thử sức. Tao khuyên mày nên quay về đi, thử sức không lại nó đâu. Mày cứ chỉ cho tao đi, tao sẽ cho nó một bài học. Làm giúp tao một việc rồi tao chỉ cho. Việc gì? Chân tao bị đau, tới kia mua một tô bún riêu, bưng lại đây cho tao. Đưa tiền cho tao mua. Mày cứ nói mua cho thằng Út Sửu, bả sẽ không lấy tiền đâu. Út Sửu là tao, tao là con của bả. Bán cho một tô bún riêu. Tiền đâu? Con mua cho thằng Út Sửu, thằng Út Sửu bảo con tới mua, bà không lấy tiền. Chát. Con nhà ai mà hỗn láo ghê. Sao bà đánh con? Thằng Út Sửu bảo thế mà. Chát. Mày dám gọi chồng tao là thằng, tao đánh mày que do. Đâu có, thằng Út Sửu là thằng kia, chứ còn đâu có gọi chồng bà là thằng. Út Sửu là chồng tao, thằng kia là thằng Quýnh. Ha ha, ngốc thế mà đòi thử tài trí với tao. Ừ, mày chết với tao. Mày tưởng nhảy xuống ao là thoát à? Tao là kiện tướng bơi lặn đây. Nước nhiễm phèn nặng, sẽ làm rách áo quần, nếu xuống tắm thì xin đừng mặc gì cả. Hèn chi nó cởi áo quần để trên bờ. Nó đâu rồi? Tao nè. Trả áo quần lại cho tao. Ê, có con gái nè. Chết chết, không có gì che thân, làm sao lên bờ? Ngon lên đây, đánh tao. Ừ, lạnh quá. Biểu con nhỏ kia đi chỗ khác chơi đi. Đất của tôi ngồi. Trả áo quần lại cho tao đi, lạnh quá. Tài trí của mày thế mà đòi đọ với tao, chịu thua rồi tao trả áo quần lại cho. Ừ, tao chịu thua mày. Nè, mày phá nát bộ đồ của tao rồi, trời đánh mày.